Ở Mỹ sướng lắm nè các bạn ha, đúng rồi. Cho nên nó muốn cái gì cũng phải tự mình làm nha. Ví dụ bây giờ nè, tôi mới đi chợ về các bạn, con gái tôi là muốn ăn cá thác lát, các bạn cá thác lát giống như xưa của Việt Nam mình á, mà ra chợ thì không có ngon, cho nên đó muốn thì phải đi nạo nè, các bạn thấy không? Đó, đây là con cá thác lát. Cá thác lát ở Mỹ nó bự chà bá luôn mọi người. Đó, thì một thao ở bên đây nó bán 4,99 đồng, bao nhiêu 5 đồng các bạn. Đó, bây giờ phải nạo, nạo thì mới có cái ăn ngon ha các bạn. Đó, các bạn thấy bên Mỹ sướng không ha? Muốn cái gì cũng phải tự làm, cho nên kỳ trước tôi có làm một cái video các bạn là qua Mỹ là gần như ai cũng giỏi lắm, nên mà các bạn không có tin tôi ha. Bây giờ các bạn thấy không, hồi xưa tôi đâu có làm gì đâu, cái gì bên Việt Nam cũng có sẵn hết trơn á, còn giờ qua Mỹ muốn ăn á các bạn phải như vậy nè. Đó, còn nếu mà các bạn mà mua sẵn á thì nó lại không có ngon, người ta pha không có đúng cá hay gì đó, cũng giống như Việt Nam thôi các bạn thấy không. Đó, các bạn thấy bên Mỹ con cá thác lát nó bự hơn không? Mình nhớ ngày xưa ở Việt Nam á, mình mua con thác cá thác lát nó có xíu xíu à, bên đây sao nó bự vậy nè các bạn. Đó, đó bây giờ phải chịu khó nạo các bạn thấy không, muốn ăn phải lăn vào bếp chứ không mới sướng như Việt Nam đâu ha. Cho nên bạn nào nói ở Mỹ sướng quá thì nói chung là cái gì cũng vậy, cái sướng là sướng cái vụ mà an sinh xã hội này kia nọ thôi ha. Còn các bạn muốn làm cái gì các bạn cũng phải tự thân vận động. Cho nên tại sao á, tôi từng làm cái video mà tôi nói vậy đó, ở Mỹ các bạn không biết làm qua từ từ biết hết trơn các bạn. Đó, tin tôi đi. Nhưng mà vậy là cũng không phải là một điều xấu ha, chịu khó một chút thôi. Cuộc sống mà các bạn cái gì á, chịu khó một chút là có ngày mình cũng thành công thôi các bạn nha. Hai con cá bây giờ được có nhiêu đây các bạn, nêm nếm xong rồi thì mình để ở trong tủ lạnh, mình để dành ăn dần ha các bạn. Mình để vô mấy cái hũ Togo để đông đá ha. Khi nào thích nấu canh thì mình lấy ra nấu canh, rồi thích chiên thì mình chiên thôi. Sau khi nêm nếm xong thì vận động tay chân các bạn, gồng tay lên, gồng chuột lên mà đánh để cho nó dai, rồi sau đó cất vô mình để dành thôi. Các bạn coi nè, đó cuối cùng thì phụ nữ là siêng lắm đó. Các bạn bất ngờ vừa siêng thấy sợ không? Sau khi chiên được cá chiên cho con tôi thì cái tay tôi nó cũng bấy nhầy vậy nè mọi người.